Ừ, lại xin chào toàn thể các bác và anh em nhé. Ngày hôm nay em đi đánh tràng nghịch đây. Đấy, thành quả của một ngày đi đánh đây. Hiện tại thì tràng nghịch ở ngoài miền Bắc thì chạy khá là mạnh rồi anh em. Đấy, đánh núc bây giờ đang tầm trưa nghỉ ngơi tí này. Cũng được gần chục con rồi anh em. Sim thì hăng lắm. Đấy, tầm này thì anh em có thể là đánh bằng mồi giả hoặc là mồi thật. Đấy, mồi thật thì ví dụ anh em đánh được con bổi này. Đấy, anh em nhốt vào trong cái lụp này anh em đi đánh. Được gần chục con anh em. Chim tầm này thì nó béo và cái thứ hai nữa giá cả của nó rất là đắt. Nó so đắt hơn so với vụ tháng 8 rất là nhiều. Vụ tháng 8 đánh lưới thì chim nó nhỏ thôi. Vụ này tinh chim đầu đỏ thôi anh em này. Đây. Lô một lốc luôn anh em. Đây, để đếm xem được mấy con này. Nay đánh thì nhiều con dính thòng, nhiều con dính lụp anh ạ. Em mùa này thì nó chưa nhiều chim hẳn thì mình đi đánh mình gọi thấy đâu là mình cứ cắm thòng ra thì nó hiệu quả hơn. Được 7 con anh ạ. Đấy, con bộ đồ đánh thì đây giới thiệu cho anh em. Để anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video. Đầu tiên là loa đánh tràng nghịch anh em nhé. Loa đánh tràng nghịch thì anh em chơi cái dòng WS898 được rồi. Đây là cái dòng WS898 này. Thì cái dòng loa này thì giá của nó thì chỉ mấy trăm nghìn thôi, cả thẻ tiếng. Đây. Và đây. Loa này thì là combo đầy đủ một bộ phận của nó là gồm loa này, điều khiển từ xa, pin, sạc loa. Nó thì nó chỉ có mấy bài đánh được thôi anh em. Chủ yếu là hai bài để anh em đánh thôi. Một bài tiếng gọi, một bài đánh đâm lụp hoặc là đâm thòng là cái tiếng mẹ con ấy. Còn đây là về cái lụp này. Cái lụp này thì thiên chim nó nhẵm ở đây nó sẽ sập xuống như này. Đấy. Đấy. Rất là mạnh. Hàng này thì nó tiện lắm anh ạ. Đấy, anh em để đằng chiếc xe được bởi vì nó nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đấy, khi anh em đánh xong thì dựng lên này. Đó. Đấy, sách đi, hạ xuống thì anh em chỉ cần hạ này đánh thôi. Ngoài ra thì đây là cái bộ thòng đánh tràng nghịch anh em nhé. Bộ thòng này thì gồm 7 chân, mỗi chân là 7 vòng. Đấy, hàng này thì nó là cước xanh, đây là sợi cước Nhật thì đánh nó sẽ không bị săn. Bởi vì như anh em thấy em đánh được rất là nhiều chim rồi nhưng thòng rất là tròn này. Đấy, tròn, tròn thòng. Cái này thì đánh rụng thụt được chân của nó 30. Đấy thì anh em nào mua thòng, mua loa hoặc mua lụp thì liên hệ với số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Còn là thời điểm này đang là cái thời điểm anh em đi đánh kinh tế thì anh em liên hệ đặt hàng để có đồ chơi nhé. Còn anh em nào đánh giải trí thì cứ làm bộ thòng với cả cái loa với con tràng nghịch giả được. Còn anh em đi đánh kinh tế mà với cái số lượng nhiều thì anh em chơi cái lụp kìa đánh hiệu quả hơn. Bây giờ chào anh em nhé.